Nhiều tiền nhỉ? Nhiều lắm. Đây này thì nhìn ra thôi. Cái này phải quen cơ, chứ không quen không làm mà đâu. Cái kia em cũng quen, em cũng làm lâu lắm. Cái mà nát như thế. Còn đây quen là không cần nhìn nữa. Vâng, cái này người mù nó còn đan. Người mù nó còn đan lằng nhằng lỗi cũng được. Ví dụ ra nó kín là được rồi, chứ cần đâu cần lỗi ở ấy là đúng không? Các bà mù người ta, ví dụ người ta đan thì thổi bé trong da, người ta mất kém, người ta cứ lờ mờ để người ta đan. Trước ấy, lúc mới cô gầy bằng cái bàn chân thế này này, cô để cái bàn chân. Không phải, nhưng mà không phải đâu, một cái trên, một cái xuống. Cho mày học một cháu ạ. Đúng không? Không đúng đâu, cái này là đổi. Để chị đi ra cho nó ngồi, bích đi ra cho nó ngồi trong nó thử. Thử cái gì? Nào cái đây nào. Đấy, đi ra cho đứng lên, con đi ra con ngồi con thử như là đây, con thử. Con phải ngồi đằng này, đằng này xuôi lên. Ngồi đằng này thì mới biết được rồi. Đây. Đấy. Đây này. Ừ. Đấy. Đúng không? Đúng, nên biết làm đấy, nhưng mà em phải ngồi xuôi. Đấy. Cho vào. Ăn 35.000 không đơn giản đâu. Đan hùng vào lưng như báu gì. Đấy. Được rồi, xong lại. Đây này. Cô mang cái mê cô đan xong rồi cho mà nhìn. Ừ. Xong bây giờ lại ngược lại. Cái này là bằng cái cối hay cái gì? Cái này đúng không? Đúng rồi, xong lại tiếp. À không, bây giờ phải lấy cái đầu. Nào cái đầu, cái này á. Cái ngoài cùng. Đấy, lấy hai cái ngoài cùng thì phải đấy, không phải lấy hai cái đấy. Chắc là thế. Chắc là thì cũng đoán vậy thôi chứ là ăn 35.000 không đơn giản. 35.000 thì chưa phải bổ vốn, còn phải bổ vốn đấy. Đấy đúng rồi. Gần cái đấy xong rồi á. Ừ. Cái đấy là xong rồi đấy. Xong rồi giờ cô còn bắt nó vào. Đấy. Còn cái này là xong rồi đấy. Xong rồi mình còn phải cắt ấy nhỉ. Mẹ thợ ở nhà người ta cắt cậy. À mình chỉ ra thế này thôi còn cậy người ta. Lúc mà khó bán thì mình nó bắt mình cắt. Ờ. Thế là đã hoàn thiện. Không có làm cái này đúng đâu. 35.000. Không phải, không có đúng. Coi như là xong rồi cứ bán cho người ta cái đấy. Làm gì nữa? Làm cái chân diện. Ồ. Mới lại khô. Cái này là xong rồi chưa xong? Còn bất nữa. Còn bất là cái gì? Thế cái này là bán được 35.000 thì tiền vốn mình bỏ ra bao nhiêu? Vốn là em cấy lấy, cấy là dụng lúa ấy. Ồ, bây giờ ở quê mình cấy cái này à? Vâng. Không. Ờ, coi như là mình cấy. Cái này là cái cấy là cái gì? Cái cây cối. Mà cây cối là ngày cái này giật chiếu. Nhưng mà làm cái này thì làm. Ồ, cái này bây giờ ruộng là mình không có trồng lúa nữa. Không phải, cái này chuột là không ăn thì thế nào mà chuột đã ăn thì cấy đúng không? Thì coi như là mình trồng cái cây này. Cái này thì... Xong rồi mình mang về mình đan. Nó có lên, nó lên có lên dễ. Nó lên như cỏ hay, lên nhanh lắm. Nó tốt như cỏ hay, tốt như rừng. Thế mùa đông, mùa hè nó cũng lên. Mùa thời Tết xong mới làm. Đến mùa này là cắt trụi hết và phơi. Xong rồi phơi, xong rồi làm cả năm ấy. Và một năm cắt 3 lần cơ mà. Ồ. Thế cái giống này lấy ở đâu ra cấy hay là tự nó có? Lấy ở Hải Phòng gì đó, có đấy, cắt con Hải Phòng. Cái quái Hải Phòng thì biết rồi. Cái cây ở bờ sông như mọi đăng. Ở đây xuống tận Hải Phòng cắt. Sao người ta mua mà ta bán cho mình trên này? Vâng. Trên này thì xuống tận đấy chở bằng tàu đấy. Chị ở Hải Phòng mà chị mua. Không.
chị nơi nào? Ờ, thế xong bắt đầu là mình mới cấy ở ruộng mà thế gì? Mình chỉ cần cấy một lần thôi nhỉ? Hay là năm nào cũng phải cấy lại? Cấy lại không phải nó quài cọc. Nó dày, nó quài cọc. Thế xong bắt đầu thuê giống thì người ta mang lên trên này ta bán mình. Đầu tiên là không phải, trong đất mặt của dưới đất này mình lại cuốc. Quốc là sao? Cái người mà người ta thích mua cái này là người ta mang một cái giống về đầu tiên. Ồ. Thế xong nó đỉa ra khắp thì có bao giờ cả làng cấy không hết. Coi như mình chỉ cần mua lần đầu tiên thôi. Mình xin thì tới chỗ Xin lần đầu tiên. Cái gốc là nghĩa là cái gốc cái gì, cắt đi nó là cái gốc. Thế xong bắt đầu là cứ từ đấy đi là cứ ra ruộng lấy thôi. Ồ, hay nhỉ. Thế nên mới lãi thôi, chỉ mất sức lao động thôi. Coi như là mình chỉ mất công mình làm thôi. Đứa của mệt lắm chị ạ. Chứ mình không phải mất tiền mua vật liệu đúng không? Vâng. Đây em cắt về phơi cất ở trên trần, trên gác đi. Cứ mang ra là làm. Thế cái này thì có bán, có đắt khách, người ta có mang đến nhiều, người ta có mua nhiều. Nhiều. Giờ người ta làm cái kia đấy nhẹ nhàng, nó không ngoài đi, người ta làm cái đấy nhiều rồi. Chúng em là thường thường diện lớp dạ rồi thì em làm cái này. Ờ. Cái kia là mà học mà nó kiểu như là nó chưa quen tay. Nó làm nó lâu được tiền hơn thì em lại làm cái này. Còn cái này là mình làm từ lâu rồi. Vâng. Thì nó quen tay rồi. Nếu mà nhanh thì cũng là một... Nếu mà nhanh, hai bên cùng nhanh là bằng tiền nhau. Ờ. Nhưng mà cái này có vẻ nó mềm mại hơn. Vâng. Cái kia thì nó... này là có từ thời... Từ thời cách đây hàng mấy chục năm. Từ thời bác ấy cũng làm. Ồ, thế coi làng mình là ai cũng làm đan cái này. Có cụ 70-80, nếu mà khỏe vẫn làm hết. Có thì chứng tỏ cái làng này hồi xưa cũng có cái nghề phụ kiếm đồng ra đồng dô ấy, đúng không? Có cái nghề này không ai phải nói ấy. Vì có cái đèn tiêu. Dầu thì không làm được chứ còn lúc cái này là lúc nào cũng có. Lúc nào cũng có cùng ăn dầu hỏa, lúc nào cũng có tiền. Có đồng ra đồng dô. Thế là bao nhiêu năm rồi đấy? Từ thời cổ giờ. Thế bây giờ cái làng mình có nhiều người làm cái này nữa không hay là ít? Giờ người ta làm cái kia nó cũng đắt hàng mà nó không mệt bằng người ta làm cái kia nhiều. À. Nhiều người ta bỏ, người ta bán cái này đi, người ta làm cái kia. Thế là cái này người ta đến tận nơi người ta mua hay là mình phải mang đi? Người ta đến tận nơi hết. Người ta vào tận nhà. Coi như là vào tận nhà luôn. Vào tận nhà luôn. Có đan mà sai một cái là phải tháo ra. Nó không được đẹp thì lại làm lại. Ờ. Đan cho nó đẹp mà nó có lỗ. Xong rồi tí nữa mình cắt sạch sẽ cho người ta vào người ta. Không phải cắt. Vì là giờ đắt hàng người ta tranh mua người ta không có khuyến cắt. Thế ở cái chỗ như làng này nhà mình còn bao nhiêu người đan cái này? Đếm thế nào được nhau? Không, cũng còn nhiều người. Các cụ già đan cái này. Ờ. Thì các cụ chắc ngày cũng đan là hai cái thì cũng được 70.000 mới lại cho đỡ buồn đúng không? Vâng. Các cụ ngồi rồi ngồi chơi cho buồn. Như em cũng ngồi nói chuyện với bác mà em làm. Ừ. Thế ngồi chơi cả hai bác cháu gộp với tiền trả. Ừ. Đúng rồi, có việc cho đỡ buồn nữa. Buồn mà nó ham khỏi đi. Nó nhanh hết thời gian. Thì bà ngồi đây cũng buồn này, hai bác cháu ngồi buồn nó cũng đỡ buồn. Có lúc em cứ ngủ chán bắt bác hai bác cháu đi ngủ từ 5 rưỡi 6 giờ chỉ tính. Tức là sáng em lại dậy bác nằm ở giường mà em ngồi bên dưới như đang. Bác có một mình hãi đấy. Mấy lại ở nhà quê này mình cũng không có xài được, mình cũng không xài tiền nhiều đúng không? Vậy làm rồi là vừa cho vui, phải giết thời gian. Chứ cấy cày bây giờ làm mình có ai còn cấy cày nữa không hay là không? Có chứ, làm ruộng chỉ 10 hôm là xong ruộng. Là gặt là có máy gặt, không phải đi gặt luôn. Đồng bao tải như thế. Có nhà Bích bây giờ còn trồng lúa? Có. Nhưng mà năm nay còn đang ở bên bác cũng chưa có làm được. Nằm núi như vậy thì mình có lời không? Bây giờ cũng được độ chục triệu một vụ nhưng mà làm nó cũng nhạt mà. Ừ. Cấy vài buổi là bỏ đấy. Phút sau có máy bay thuê. Ừ. Máy bay nó về là phút thuê. Ừ.
bỏ các thứ tiền ra vẫn có lấy. Anh ở Đan không cần nhìn luôn đấy. Quen này đúng không? Vâng. Thẻ không có nhà. Chú thẻ con bỏ ăn mất cơm. À, ăn nữa chưa? Bích Đan không cần nhìn luôn. Bây giờ là ruộng bỏ đi xong rồi trồng cái này. Những cái chỗ chuột cắn thì bỏ cấy. Chuột cắn lúa mà. Bây giờ coi như là mình trồng cái này luôn. Vâng. Ngày xưa mình đi mãn thành sư động nhỉ. Bên chú Hải Phòng ấy. Chú Hải Phòng mà cái này. Đông chiều này. Chỗ mình đang giật chiếu. Coi như là cái này là bây giờ là bỏ lúa trồng cái này. Vâng. Thì cũng còn hơn là lúa. Trồng đủ ăn thôi, à, đủ làm thôi. Mình trồng một góc thế đấy. Trồng một người gọi là một miếng. Đan không thèm nhìn luôn. Khó đâu, phải đơn giản. Xuống sân thử. Một ngồi suốt ngày còn nhờ. Ngồi về vì... Vâng. Không đau lưng à? Có đau lưng. Thế cái to như này người ta đẩy cái gì đây? Không biết là có lúc người ta còn làm cái gì xuất khẩu được. Đẩy cái này nó mềm mại nhỉ. Đẩy những cái thấy của đẩy những cái thúng xôi, thúng ngọ, thúng kia gì. Có lý đấy nhỉ, có lý người ta. Người ta cũng có lý thế nào, từ bé lớn là hầu như là trẻ con học đan cái này. Bây giờ nó không làm cái khung nghiệp, nó không học đan được. Nó đi khung nghiệp rồi. Chỉ đan cái che cái thì nó đan chốc nhát thì nó vẫn học. Một người mà ở nhà quê này thì thông thường là một gia đình thì sinh hoạt một tháng thì hết bao tiền? Tùy theo giờ chúng nó, các con cái hàng hết độ chục triệu. Một gia đình ấy? Ừ. Vì giờ nó thích đi làm công nghiệp có tiền. À không, nói là tiền xài ấy. Vâng. Tiền xài. Thế mà làm nó bao nhiêu? Mà xài hết một chục triệu. Làm nhiều chứ, nhà ra chỉ có hai vợ chồng thì đi khung nghiệp. Giờ nó tính đi công nghiệp mới được thế. Còn đâu thì là gà thì mình nuôi đúng không? Còn gà nuôi. Thế. Đan không cần đấy luôn. Gà nuôi thịt lần. Rau cỏ lại trồng được đấy chứ. Cũng nhà trồng được, không như đẩy ra trồng được. À, mình trồng được ăn nó lại lành mạnh hơn là ăn nó không có bị ngộ độc. Đúng rồi. Trồng được ăn nó ngon hơn nhiều. Đúng rồi. Thế là một ngày là cứ đan được hai cái này. Mỗi một tháng là được bao tiền, đan được bao nhiêu tiền cái này? 2 triệu. Đấy nhưng mà cũng có hôm chơi cũng đấy. Ừ. Có phải hôm nào cũng đan. Đấy, cái này đan cho nó giết thời gian. Đan được vừa có tiền và vừa... Vừa vui. Phải buồn. Thế này chứ đây là em ở nhà đi trông bác cứ tập trung mấy người ngồi vào một nhà đang. Ồ, tập trung thế vui ấy. Đan thì tôi ngồi kia còn một dãy dài. Ừ. Thế sao hôm nay không thấy ai tới? Người ta... Ở nhà người ta... Ở cái đan người ta cứ ra cổng người ta ngồi. Ừ. Ra sao cổng. Ra cổng ngồi để hóng hớt à? Để hóng hớt, chị không biết làm. Ra cổng trên nó đông người buồn ngủ. Ồ. Coi như là cứ đi ra cổng, xong rồi người đi ra, người đi vô cho nó vui. Người về, người đến. Hóng, gọi là hóng hớt để cho đỡ buồn ngủ. Vâng. Còn mấy đứa ở trong kia. Sân nhà này rộng này, ông rủ mấy cái người đến đây cho nó vui, cho bà có người trò chuyện. Chị tưởng có lúc bà thì vui, lúc bà đuổi, chán. Em đi, nếu là bác cháu chứ không nhiều lúc bác đuổi. Thì lại cứ tiệc cách một lúc lại quên. Chứ mà cứ ngày nào cũng đuổi ai ở được. Kiểu như bà lẫn rồi. Không chị, bà là giờ mình quen rồi. Bà là bà không nhớ. Chứ người không đã ai đuổi. Bà lẫn rồi. Nhưng mà dạo này có hay đuổi không hay là không? Em đã bảo là được cái họp bà không hay đuổi. Ừ. Tối đến bà vắng và quý lắm, chập tối. Thôi thì cứ không biết là ở đây mà. Đừng về nhá. Mà không quan giờ con ở, con bạch con không về nữa. Con đi ở đây với bà nhá, thế là lại sướng lắm. Con ở đây, con ngủ với bà liên tục, con không đi đâu nữa. Chứ đi đâu là cứ ra theo, ra dọn. Coi như là làm một cái này. Thế là xong là hoàn thiện đấy.
thì khoảng bao nhiêu lợn, bao nhiêu cái xong thì nó mới mang tới đấy. Ui giời, lúc nó đắt hàng thì cứ một cái nó cũng nhặt. Ui giời, một cái nhặt chạy đến đây không có đủ tiền xăng à? Nó trong làng thì nó đi xe đạp điện. Ồ, là người làng này mua. Người làng này mua lúc nào đầy chuyến là nó đi ra tận nội nó bán mà. Ồ. Bán ở nội thôi, bán ở đâu đâu. Xong rồi về người ta lại còn phải sửa soạn lại, người ta hoàn thiện lại đúng không? Cái một cái mà chạy đi để sợ không đủ tiền xăng. Nó đi nhặt không phải là em một cái mà nay người này một cái, người kia mấy cái. Làm tròn tròn xong bây giờ hoàn thiện đẹp hết rồi nhỉ. Xong người ta cắt đi, người ta máy vào. Người ta viền vào. Đấy.